Ngày 5 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Con Tum đang vào cuộc điều tra vụ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng thông qua mạng xã hội. Người bị mất tiền là ông NHL, 44 tuổi, Chủ tịch xã Diên Bình, huyện Đắc Tô. Theo trình báo của ông NHL, từ tháng 5 năm 2024, qua ứng dụng Messenger, ông được một người tên là Nguyễn Yến ở Đắk Lắc giới thiệu rằng đang du học tại Nhật Bản, dù làm thành viên phân phối các sản phẩm điện tử gom. Ngày 20 tháng 5, ông NHL nộp 500 đô la Mỹ vào tài khoản cá nhân tên Trần Văn Khanh để đăng ký làm thành viên phân phối sản phẩm và được trả hơn 1,5 triệu đồng tiền chiết khấu. Đến ngày 22 tháng 5, ông chủ tịch xã tiếp tục được trả hơn 1,5 triệu đồng. Tiếp đó, ông NHL nộp 52 triệu đồng để nâng cấp lên làm thành viên gold để được phân phối các sản phẩm có giá trị lớn. Trong gần một tháng, ông NHL đã nộp khoảng 10 lần với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Theo ông NHL, ông mới nhận chiết khấu hai lần với 3,1 triệu đồng. Khi ông muốn rút lại tiền thì được yêu cầu nộp thêm các loại phí khác. Nghi ngờ bị lừa nên ông L đã trình báo công an tỉnh Con Tum về vụ việc. 3 tháng 6, một nguồn tin cho hay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai và đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tiếp tục xử lý kỷ luật hành chính đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch theo quy định của Đảng. Đây là động thái tiếp theo sau khi Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, bà Khương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Khương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Khương. Số tiền bà Khương bị chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng. Khi đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai vào cuộc kiểm tra và xác định bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm vi phạm, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và quy định của Bộ Chính trị. Vì vậy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã kiến nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức phó bí thư huyện ủy đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, Nguyễn Thị Giang Hương. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu những tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Bà Nguyễn Thị Giang Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch. Trước đó, tài khoản của nữ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đã bị bốc hơi hơn 170 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã vào cuộc điều tra. Theo đó, nhóm lừa đảo công nghệ cao đã liên hệ và yêu cầu bà Hương mở tài khoản, sau đó bà Hương huy động tiền vào tài khoản bằng nhiều cách khác nhau, nhóm lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản này mỗi lần vài chục tỷ đồng. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Theo đó, bà Hương bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, căn cứ kết luận số 53 KL UBKTTU ngày 6 tháng 5 năm 2024 về xác minh tài sản thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Qua kiểm điểm, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và quy định số 69 quy đề TVK của Bộ Chính trị khóa 13 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã kiến nghị Ban thường vụ tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Theo Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Giang Hương làm những việc tuy pháp luật không cấm những ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Trước đó vào tháng 3 năm 2024, cơ quan chức năng đã tiếp nhận điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương bị mất hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản. Bà Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh là cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để chiếm đoạt của bà Hương số tiền hơn 170 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai, cơ quan này đã tổ chức kỳ họp thứ 39 khóa 11 để thông qua một số vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Căn cứ kết luận ngày 6 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy về xác minh tài sản thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Qua kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm vi phạm, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và và quy định của Bộ Chính trị khóa 13 về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm sau đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét kiến nghị Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật ông Lê Hữu Đảng, nguyên huyện ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên trưởng phòng kinh tế huyện, nguyên trưởng phòng hạ tầng kinh tế huyện, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị huyện từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 4 năm 2013 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kết luận ông lê hữu đảng có khuyết điểm vi phạm liên quan lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiến nghị ban thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông lê hữu đảng theo thẩm quyền Ngày 12 tháng 6, Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 50-60%. Khu vực từ Thanh Hóa tới Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 tới 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 tới 55%. Nắng nóng ở khu vực trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 15 tháng 6 có xu hướng dịu dần. Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết ngày 13 tháng 6 tại các vùng trên cả nước. Hà Nội, đêm mưa rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, nhiệt độ thấp nhất 28 30 độ C, cao nhất 36 tới 38 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C, cao nhất 32-35 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 36-38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng và có nơi có nắng nóng. Riêng vùng Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 tới độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C, cao nhất từ 33-36 tới độ C. Riêng vùng Đồng Bằng và Trung Du 36-38 tới độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 36-39 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26 tới 29 độ C, cao nhất 36 tới 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 tới 24 độ C, cao nhất 29 tới 32 độ C. Nam Bộ, Đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25-28 tới 28 độ C, cao nhất 31 tới 34 độ C.